Vâng, xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị thêm một cái sản phẩm đất nền để cô chú anh chị đầu tư. Hiện tại thì khu vực này em còn hai lô cô chú anh chị ạ. Hai lô có diện tích là ngang 5 dài 22. Ở đây là lô đất trước mặt đây cô chú anh chị ha. Lô đất này mình được cắm mốc hết rồi. Đây, móc có sẵn hết rồi ha. Đây, trụ móc mà có sẵn hết rồi. Ngang 5, dài 22 mét. Đường trước là đường nhựa cô chú chị. Đường chảy nhựa ha. Cũng móc cô chú chị nhìn kỹ thấy sẽ thấy cái trụ móc ở trong đó. Thì giá lô này là 1 tỷ 270 triệu. Có số hồng riêng sẵn là cô chú chị mua chứng liền, sang tên liền ha. Đường này mặt tiền đường này cũng thông luôn cô chú chị ạ. Đường là thông ra phía này mình có đường đi ra nữa này, hai đầu thì hai đường bê tông hết ha. Đường là có đường đi ra nhưng mà nó đường thì nhỏ, đi ra mình chạy ra tầm khoảng 150 mét thì gặp cái đường bê tông đường lớn đường này 150 mét thôi là có đường ấy. Còn hướng này mình cũng ra đường bê tông, đường nên là đường ra đường liên xã. Lô này 1 tỷ 270 triệu của chú chị ha, 5 nhân 22 rồi. Lô đất này có sổ sẵn rồi đó, cô chú chị mua được cũng chứng thôi. Ở đây khu vực xung quanh dân cư ha. Giờ mời cô chú chị mình em chạy ra mình coi cái lô đất ở phía ngoài đường lớn, ngoài đường trục đường chính, đường liên thôn. Lô này là lô kế lô góc của chú anh chị, mặt tiền đường ngoài này ha. Cái đường này hiện hữu nó là đường đang chảy ra xanh nhưng mà người ta đang mở rộng và ta làm lên tới lộ giới tới lộ đường lòng đường tới 12 mét nào của chú chị. Ở đây vị trí lô đất đây ha, nó cũng có cái móc rồi của chú chị ha. Lô này ngang 5, dài 20, giá 1 tỷ 350 triệu. Tại sao giá lô này là diện tích nhỏ hơn mà nó lại giá cao hơn trong kia? Bởi vì là mặt đường này đường chính của chú chị này, đường chính ha, đường này còn mở rộng nữa, đây còn mở rộng nữa, ngang 5 về 20. Cô chú chị mình thấy cái nó phù hợp với mình thì liên hệ em số điện thoại cho mình ha. Và theo dõi video thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cô chú chị nhé. Bây giờ xin mời cô chú anh chị mình theo em ra đường lớn. Từ đây cách đường lớn nó tầm khoảng 300 mét thôi. Cô chú anh chị mình đi theo dõi coi khu vực xung quanh lô nè. Nói chung ra một khúc ngoài này thì có nhà dân cư cũng ok cô chú anh chị. Khu vực này có dân đông rồi, hai bên đường. Vị trí lô đất này là đi, nếu mà cô chú anh chị mình ở đi đường Phan Văn Hớn, Hóc Môn đi xuống á, thì qua cầu lớn tỉnh lộ 824 rẽ vào xíu là tới tới đất. Còn đi tỉnh lộ 10 cũng được, tỉnh lộ 10 mình tránh đi xuống rẽ vào, rẽ phải vào đường Dương Nguyên Dương. Thì đất này nó thuộc xã Đức Hòa Đông của chú anh chị, Đức Hòa Đông, Đức Hòa Long An. Cô chú anh chị nào mình quan tâm thì liên hệ sớm đi dẫn xem đất ha, số điện thoại cho mình hình. Và theo dõi video thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ của chú anh chị nhé. Để hướng này mình đi về Hóc Môn cô chú chị, ra mình rẽ trái đi về Hóc Môn, còn rẽ phải đi về Hóc Môn, còn rẽ trái là mình đi về Bình Chánh. Đây cái này Bình Chánh ra tỉnh lộ 10, đụng tỉnh đường tỉnh lộ 10 luôn. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi video ha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở một cái sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.